Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Wow, rất là nhiều xe để chơi ngoài kia không các bạn kìa. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem ngoài đó có gì nha. Ngoài đó chỉ là xe công trình các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chạy ra nha. Đây là chiếc xe tải các bạn. Một chiếc này. Hai chiếc các bạn. Ba chiếc, bốn chiếc xe tải các bạn. Còn anh này là anh xe anh cẩu các bạn. Còn ba anh này là ba anh xe múc các bạn này. Xe mê múc đấy. Còn ba bạn bốn chiếc xe này xe tải nhỏ các bạn nha. À xe còn cẩu này. Xe tải nhỏ này bạn. Ê quá xa. Nó đẹp luôn bạn ơi. Người ta chúng ta còn chiếc xe đổ rác đây nữa các bạn. À xe này xe đổ rác các bạn. Còn đây là một con xe container các bạn này. Đây chắc rồi. Này là già đúng không ạ? Không phải. Cái xe container cũng không phải các bạn. Đây là xe xe tải các bạn. Xe tải chở những cái xe xe nhỏ này các bạn. Ví dụ như xe này này các bạn. Xe đồng bê tông nhỏ này các bạn. Đây cái xe này có cái bửng cạp đây các bạn. Wow nhìn rất là chuyên nghiệp đúng không các bạn nha. Rồi nhìn đông quá các bạn. Rồi video của mình đến đây là hết.